xuống máy về bến khác nha các bạn. Bữa nay điều qua thêm máy nữa, anh Liêm ở Giai Thủy sẽ xuống chạy tiếp anh em mình nha các bạn. Thiền tẻ ra chạy bên Kinh Tư rồi. Máy này xuống chẹt các bạn chưa biết thì nói khó chứ nó dễ hơn cái xài nhông thắng xuống chẹt thì lắm các bạn. Cái trượt mình điều chỉnh được, còn thằng kia khi xuống chẹt cái trượt nó muốn đi đâu đi à. Còn thằng này thì mình muốn cái trượt đứng ở đâu là đứng ở đó đó, nó không có lạng còn bậy. Tới chút đi. Tới đi, chỉnh cây lại đi. Thấy mèo quá vậy. Thì bữa nay có anh Liêm lên chạy tiếp nha các bạn. Anh vừa lên nhưng mà anh cũng xui luôn. 100 cái máy có một cái một bị à, là anh bị gãy cái sườn. Gãy ngang luôn còn dính con chút à. Này chắc gãy hôm rồi anh không hay rồi chạy tới bữa nay lên đứt ra luôn. Giờ còn dính trên mặt con chút à. Cái này là nói chung là không phải kỹ thuật của người của tiệm Anh Biền đâu nghe các bạn. Ai cũng vậy vậy mà sao có một cái này nó bị phản á. Anh làm cả 100-200 cái gì mà đâu có cái nào gãy sườn, đâu có cái này gãy ngộ vậy. Cũng thứ sắt vuông cũng thứ một vậy đó. Tại xui cái sới này cũng không biết đường nói đâu các bạn ơi. Bên đó là cái máy của hãng khác làm. Còn ba cái này là của Sáu Biển. Vậy thịt bò. Mà nói gì nhắm nhảm quá vậy thịt bò. Nói gì đâu. Nói các bạn cái video này hay nhớ cho dân xích 2 like mới được. Chạy với thịt bò ủi đít nó hoài chán quá các bạn ơi. Bây giờ mình phải giảm cái ga máy mà lại bớt để chạy vừa vừa cho nó, chứ để chạy cán nó hoài mà kỳ quá. Giờ mình sẽ qua coi cái tình hình bên đây. Bị mà bị ngay gãy ngay lúc dưới lúng này nó mới chết. Bây giờ là phải lấy cây chắp lại, chắp cái sườn lại gan như là bị đăng bột tay giò bị gãy chứ, đăng bột lại hai bên hai cây chắp lại đừng đỡ bò vô hàng lại. Theo ông chịu không
gà chạy cánh đồng này hết hơn luôn các bạn, từ đây tới đường trên luôn. Có hai miếng đó sao không có máy lọt vô đó. Bỏ nguyên khúc lúng người gà còn nguyên cả. Còn băng của tụi mình chạy trên luôn. Chạy tới đường kinh, tới đường kinh hết. Miếng nào cũng vậy hết. Bạn thấy không, cũng lúng gì lắm lúng mà để chạy tới đường kinh chân. Ở bên kia chừa một khúc kìa, chỗ đất đang nhai nhai bạn. Đây đó, hôm qua mấy cái bờ đó. Lôi vô bờ xe nãy á. Giờ lôi nghe các bạn. Lôi bò xuống chậm chứ không dám bò nhanh đâu. Ê, từ từ. Gãy ra rồi kìa. Kéo qua da, ta nhấp nhẹ nhẹ thôi. Gãy đứt ngang đó luôn các bạn ơi. Đi từ từ đứt thôi. Hy vọng là sẽ được vô cái trọng. Nó mà đứt cái nằm đây luôn, không có đường vô luôn. Yếu xuống rồi kìa. Anh mới xuống anh chạy chuyện qua, anh chạy anh đây rồi mình với anh Dương chạy đằng kia. Bữa nay mới nhập chung vô chạy nè. Vừa nhập chung vô ông nội tôi cũng gãy sườn rồi. Hy vọng là sẽ kéo vô đó trọng. Giờ đem máy anh đem vô đây rồi chuẩn bị hàng nha các bạn. Mới đi về lấy cục dây điện trăm mấy chục thước ra, kéo ra hàng nè. Chúng đặt cái dàn sới ngược lại, quay ngược lại á. Quay úp lại luôn. Quay ngược lại vậy. Gì mới vậy hả? cũng ông vua, ông vua nha, ông vua gan đó. Anh Dương đang hàng nha các bạn. Thì anh Liêm đang hàng cái sườn, có cái máy đang chạy gần đây nha các bạn. Máy anh này mới làm vụ này luôn á. Cái xưởng sản xuất của máy này thì mình xin giấu tên đi. Lấy ben bên bông luôn các bạn. Mà bông này như chạy có thước, thước mốt vậy. Chạy đầu máy 70. Đầu máy cắt 70. Đất này mấy đầu giặt lúng quá các bạn ơi.
Còn có để ông chạy á, ông chạy ông Dương này mua ngoài nè, đâu đâu ra tới ấy lấy mua đại 2-3 bộ đi để dành ra tới cầu trắng đâu gì đó nó giao tới đó đó, rồi mình chạy xe ra mình lấy. Chạy giấy thường này chịu không nổi đâu, giấy thường này vài bữa là ăn cặp, vài bữa là ăn cặp rồi. Ủa vàng này chạy vòng ngược hả ta? Chạy của nó lỗ đó. Đường không? Chạy vòng ngược này biết nào rồi. Chạy của nó lỗ đó.
Tới gì rồi? Hả? Sao vậy? Có đụng gì không xài? Vậy là vừa luôn rồi đó. Cái đít thì bị gãy và cái đầu thì bị ra máu. Gãy đuôi bể đầu. Thì còn được khúc giữa, còn được hộp số. Ra máu rồi nè. Đây là chủ đất không ngờ nghe các bạn. Giờ đợi đựng mằng thạch anh Liêm nè. Anh Liêm là vừa hàng rồi là phải ra chạy liền nè. Giờ người ta đứng ta đợi vậy đó. Mới đê à. Cái vàng này mới chạy mua chạy vụ này luôn nha các bạn. Cái chẹt này anh Liêm mới mua cho em vợ ảnh này nha các bạn. Bề ngang đâu chừng 2m4, 2m5 vậy đó mà chiều dài 7m. Mà cây sao sao mà sao hồi xưa. Bề ngang 2m7 các bạn. Mà giá nó thì rất là mềm. Có mùi luôn. Chẹt này đi mấy xới thì bao đậm luôn. Đã lắm các bạn ơi. Mua có 11 triệu à. Bánh nha các bạn. Lúc đó mua chưa có vàng sạch trên các bạn, về anh đóng thêm. Vàng này chắc là lúc trước người ta đi máy kéo á, máy kéo lúa. Anh Liêm đầu dưới anh Dương đầu đang hàng cho anh chắc cũng gần rồi rồi. Mình với Thịnh xuống đây ăn bánh. Ăn bánh vậy Thịnh? Bánh quê. Bánh này là anh Liêm mua nghe các bạn. Cúng. Anh đi tới chỗ nào là có bãi nào mà anh lên máy là anh là nhang khói rõ đèn ấy. Mà tới đến hưng nó cũng thử à. Thôi chín người mười ý các bạn ơi, ai tin tin, ai không tin thì không tin. Thì anh đem tin được vậy thì tốt. Mà làm cho thằng Thịnh nó hưởng ba cái bánh này đã luôn. Ăn cái chắc hết tháng này mới hết đó Thịnh. Muốn hết thịt nó khóc mà. Mày ăn nãy rồi muốn hết thịt hả? Thịnh bò nó ăn giặt dữ lắm nha các bạn. Mình với Thịnh bò đang chạy ra Vĩnh Viễn A nha các bạn. Anh Liêm đang hàng ở đó đi sau, mình với Thịnh bò đi trước.